Nãy mình cười người ta dữ lắm. Đúng rồi. Cười sảng khoái luôn đúng không? Giờ đứng đây mới biết cái khó của người ta như thế nào nè nha. Chủ đề đội của mình lựa chọn: mạng xã hội. Đây, thời gian bắt đầu. Bốn chữ. Chữ đầu tiên là gì? Nói đi anh, nói đi. Hả? Chữ đầu tiên nói là gì? Thường thường là người ta nói là trái ngược với nắng là gì? Cái gì mà thành bão đó. Gớt cái gì mà thành bão đó. Hả? Trùng từ khóa kìa. Cái gì mà trái ngược với nắng, rồi trái ngược cái gì hồi nãy mà bị xịt đó. thường thường tối với mình lên mạng á. Sao? Mình đi cái thấy cái gì đẹp đẹp cái mình làm gì đó. Mấy chữ? Thả tim. Sai. Mấy chữ? Sai. Ba chữ. Comment. Ê, sai. Ủa, đúng mà. Đâu là đúng? Không có đúng cái nào hết trơn á. Thả tim dạo. Rồi, phạt cái nữa. Từ đó bỏ qua. Nè, tôi tên nè, mà tôi lớn nè. Anh Hùng Bàn Phím. Yeah. Yeah. Đi ra đường cái cầm điện thoại nè. Mấy chữ? Hai chữ. Giật đồ hả? Sai. Những cả gì nó vẫn cười không? Cả không có đứng cười không hả? À. Bây giờ trên cái điện thoại mình á, thường thường mình thấy cái đẹp quá. Mấy chữ? Bốn chữ. Chụp hình tự sướng. Sai. Hết giờ. Rồi mời các bạn đến đây. Vấn đề là các bạn đề cử một cái người mà không có nhiều từ để diễn tả. Để em diễn tả cho dễ. Yên tâm đi, rồi đợt sau cũng tới phiên ông vô thôi. Ông né đó. Không, bây giờ nãy lại mình cười người ta quá, bây giờ người ta... Đúng không? Rõ ràng là cười người ta, sao cười mình, đúng rồi, không? Rồi, mình được một từ khóa thôi. Vậy làm hay lắm rồi. Ủa vậy? Ừ. Bên kia nãy được hai từ đó. Rồi. Thật sự thì... Thật sự sao? Nói chung là một cây làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại không còn gì hết trơn. Đó. Và đây là lượt đầu tiên các bạn được một từ khóa nha. Mời các bạn về chỗ. Xin mời đội anh chàng đẹp trai. Đội nhà bên kia mới có được ba từ khóa, mình nãy được một rồi. Giờ mình sao mà ráng được nhiều hơn bển là mình ngon nha. Mời Aki nhìn lên màn hình. Rực rỡ sắc xuân. Năm từ khóa màu xanh em nha. Thời gian bắt đầu. Nói không được quyền diễn tả em ơi, nói. Cắn hạt dưa. Phải không? Phạt. Em phải nói, đây là vòng thi mình nói. Nhưng mà được cũng đúng rồi đúng không? Cũng được. Đúng, nhưng mà em phải nói nha. Cái ngày để coi có từ đó không nha. Mấy chữ? Cái ba chữ. Mình hay gần tới ngày đó cái mình hay rủ gia đình đi. Trùng từ khóa em ơi, dính từ khóa. Mừng sinh nhật. Dính từ khóa. Sai. Cái này là được rỡ sắc xuân mà, thì liên quan tới ngày Tết thôi. Trùng từ khóa. Hay rủ gia đình đi chúc Tết. Sai. Ra ngoài ngắm bông á. Đi chợ Tết. Sai. Tôi trời mới nói đúng kìa. Nhiều người nói tôi không nghe được. Đi chợ hoa. Ok, đúng. Yeah. Rồi, thường thường á là ăn bánh chưng là cần cái đó, nhưng mà cái đó đó. Trùng từ khóa. Mấy chữ? Ba chữ thôi. Bỏ vô cái hũ để trái ngược với lại ngâm củ kiệu. Đường á. Trái ngược với đường á. Dưa muối. Không phải. Ăn cái bánh chưng á. Trùng từ khóa. Ngâm củ kiệu. Sai. Ngâm củ cải. Sai. cái vừa mới nói đó với lại cái từ mà trái ngược với đường á. Ba chữ. Muối củ kiệu. Sai. Ngược lại. Củ kiệu muối. Sai. Nói lại. Củ kiệu muối. Đúng. Yeah. Thôi thắng rồi, nghỉ chơi. Nói thử cho vui, nói đi. Rồi, giờ nói. Trình ơi, cứ xịt vô mặt em đi, thắng rồi. Thắng rồi. Bây giờ bốn chữ. Ừ. Học sinh là hay thường làm cái đó, người ta gọi là... Trùng từ khóa. Ngay cái đợt xuân này đó nha, là người ta phải là làm... Để vệ sinh nhà cửa. Sai. Hết giờ. Rồi mời các bạn ra đây. Ở cái vòng thi này thì các bạn được 3 từ khóa. Xin chúc mừng. Yeah.